Thưa quý vị và các bạn, thành phố thông minh là xu thế phát triển của tất cả các đô thị trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi đầu với những giải pháp sáng tạo nhằm phát triển đô thị thông minh, bền vững, giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm và tiện ích cho cư dân. Ngay sau đây mời quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà Câu Chuyện Kinh Doanh thực hiện về những giải pháp thông minh tiêu biểu trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Theo khái niệm, thành phố thông minh là khu đô thị mà ở đó các công nghệ số, công nghệ thông minh được ứng dụng để giải quyết các vấn đề về hạ tầng, năng lượng, chỗ ở, di chuyển, dịch vụ, an ninh để giảm thiểu sự tiêu tốn nguồn lực, cải thiện chất lượng sống của cư dân và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế đô thị một cách bền vững. Việc ứng dụng khoa học công nghệ được xem là bước đi nhanh nhất tạo nên các thành tố để xây dựng và phát triển thành phố thông minh, trong đó ưu tiên dành cho xây dựng các hệ thống thông minh trong một số lĩnh vực quan trọng như giao thông, y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường. Để có thể sớm đạt được yếu tố cần có của một thành phố thông minh, những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tổ chức các cuộc thi về đổi mới sáng tạo để tìm kiếm các ý tưởng tiên phong, hữu ích, góp phần đưa thành phố đi lên. Trong đó, giải thưởng iStar là một trong những chương trình của thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ và khuyến khích các startup và các hoạt động đổi mới sáng tạo, từ đó lan tỏa hoạt động sáng tạo trong thành phố. Từ giải thưởng này, rất nhiều các giải pháp thông minh đã được giới thiệu và giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trong đô thị. Trong đó, bài toán về năng lượng bởi những năm gần đây, với việc môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng mở rộng quy mô sản xuất, cộng với nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đã tạo ra thách thức cho ngành này. Do đó, chúng ta cần phải tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong hệ thống điện, tự động hóa doanh nghiệp và tận dụng phát triển điện tử tấm pin mặt trời. Đây là ý tưởng từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên năng lượng mặt trời Anh Minh Global. Với việc xem hệ thống điện mặt trời Solar là một giải pháp tổng thể, nội dung của giải pháp này giúp cải tiến bảo trì và các sự cố hay gặp của hệ Solar, đo kiểm đánh giá toàn bộ hệ thống Solar nhằm tối ưu hiệu suất, có thể giám sát không người trực trạm và điều khiển từ xa, thay đổi vị trí lắp đặt inverter nhằm tối ưu hiệu suất. Ngoài ra, đây là giải pháp hệ thống năng lượng thông minh và mức độ bền vững, với khả năng cung cấp năng lượng dự phòng khi xảy ra tình huống khẩn cấp, mức độ an toàn của hệ thống điện. Đối với hệ thống giao thông thông minh, iStar 2021 đã nhận được ý tưởng về giải pháp đổ xe ưu việt cho đô thị từ công ty khởi nghiệp công nghệ eParking Group. Đây là một ứng dụng qua mobile app giúp người dùng có thể tìm thấy bãi đậu xe gần nhất một cách dễ dàng. Điểm nổi bật của hệ thống đổ xe của EPG nằm ở các thiết kế đa dạng. Trong đó, hệ thống mặt truyền là các thiết kế nhà từ 4 đến 8 tầng đổ xe khác nhau để phù hợp với kích thước của các loại xe. Diện tích gara được tối ưu hiệu quả để có thể chứa được từ 8 đến 20 ô tô. Tiếp đến là hệ thống đổ xe vuông đáp ứng tối đa 120 xe để đáp ứng nhu cầu từ các trung tâm thương mại hoặc khối văn phòng. Nổi bật nhất là hệ thống đổ xe to. Với diện tích khoảng 240m², tòa tháp đổ xe này có thể đáp ứng nhu cầu ở đô thị hoặc một góc phố với sức chứa lên đến 300 chỗ. Bên cạnh đó, các thiết kế này cũng rất chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ với sự hiện đại, sang trọng, kiến trúc độc đáo và vật liệu cao cấp. Nơi đổ xe không chỉ là công trình dân dụng mà còn là tác phẩm nghệ thuật trong thành phố. Ngoài ra, thông qua ứng dụng mobile và web application, về phía người dùng có thể tìm kiếm nhà xe ở gần vị trí hiện tại hoặc nơi muốn tới, đặt trước chỗ và thanh toán lượt gửi xe, xem lại lịch sử gửi xe, các thông báo khuyến mãi, quản lý tài khoản cá nhân. Không những vậy, đối với chủ nhà xe, ứng dụng sẽ giúp theo dõi tình trạng theo thời gian thực, thống kê thu chi quản lý mức phí, quản lý nhân viên và phát hành mã giảm giá. Có thể nói, EPG sẽ mang lại đầy đủ nhu cầu đổ xe gia tăng với quỹ đất hạn hẹp ở những đô thị lớn như hiện nay. Qua đó có thể đóng góp được cho một đô thị thông minh, giải quyết được việc thiếu bãi đậu xe ở các nơi trọng yếu như trung tâm thành phố, cơ sở hành chính, bệnh viện hay trung tâm mua sắm, gây ra các vấn đề xã hội như ách tắc lòng lề đường, gánh nặng giao thông tỉnh và hư hao tài sản khi đậu xe. Ở lĩnh vực môi trường, hố ga thông minh của công ty Thuận Thiên được xem là một sản phẩm tiêu biểu để phát triển một thành phố xanh, sạch, đẹp. Sản phẩm hố ga thông minh so với cách xây bằng gạch truyền thống có chức năng gom nước thải sinh hoạt gia đình trước khi đổ vào cống thải công cộng, sau khi giữ lại rác thải với mục đích tránh làm nghẽn cống thải công cộng bằng giỏ hứng rác. Để chống trào nước cống ngược lên trên nền nhà, trên nắp hố ga có vạch chặn, hố ga thông minh còn có thể linh động điều khiển cấu hình tùy theo điều kiện lắp đặt và sử dụng. Hố ga thực hiện giúp xây dựng một cái ý thức về môi trường. Khi mà người dân người ta sử dụng cái hố ga Thuận Thiên, nghĩa là ta tham gia vào việc mà hạn chế cái việc phát thải chất thải rắn vào cái hệ thống nước thải, dẫn đến nguyên tiêu thoát của hệ thống nước thải nó giảm xuống và dẫn đến ngập lụt khi mà mưa lớn,
thì với cái việc mà sử dụng áo dài thường thi thì người dân sẽ một phần tự nâng ý thức, một phần sẽ góp phần vào việc giúp cho thành phố mình giảm bớt cái ô nhiễm môi trường và giảm bớt cái ngập. Việc xây dựng cái thành phố thông minh là một cái điều rất cần thiết. Nhưng mà việc xây dựng thành phố thông minh nó có nhiều cái lợi thế, động lực, nhưng mà nó cũng có nhiều cái thách thức bởi vì các vấn đề về hạ tầng. Cho nên là việc mà E-Star tổ chức thì nó sẽ giúp tập hợp nhiều cái giải pháp thông minh để xử lý cho các vấn đề này. Và vì vậy mà chúng tôi rất là ủng hộ cái giải thưởng E-Star. Hố ga nhựa đảm bảo được các yếu tố an toàn vệ sinh môi trường và tránh được các rủi ro mà hố ga xây bằng gạch thường gặp phải như gặp nước dễ bị nứt vỡ, rò rỉ nước bẩn ra môi trường, trong khi nước thải bên trong hố ga này sẽ không thấm vào hệ thống mạch ngầm dưới đất. Bên cạnh đó, hố ga thông minh cũng tiết kiệm chi phí và thời gian lắp đặt chỉ với khoảng 30 phút. Thân hố ga này bằng nhựa, bền, có tuổi thọ lên đến 30 năm so với 5 năm của hố ga gạch. Quan trọng hơn nữa, theo các chuyên gia, việc áp dụng các sản phẩm như hố ga nhựa Thuận Thiên là nền tảng giúp cho mỗi công dân nâng cao trách nhiệm của mình cho cộng đồng sạch và xanh hơn. Đó là ý thức về việc không xả rác bừa bãi cả trong sinh hoạt hàng ngày, kể cả trong nước thải. Theo tiến sĩ Trương Văn Hùng, không chỉ là nơi thu hồi và luân chuyển nước thải, hố ga còn có vai trò là nơi thu hồi sàng lọc và xử lý sơ bộ chất thải rắn trước khi đưa ra hệ thống sông ngòi. Từ việc có thể thu hồi 20-30% chất thải và chất độc trong nước thải, hố ga Thuận Thiên đã một cách gián tiếp duy trì tải lực của dòng sông và giảm bớt ô nhiễm nước ngầm. Phát triển đô thị thông minh là một xu thế phát triển quốc gia và phát triển nền kinh tế. Trở thành một thành phố thông minh sẽ mang lại những lợi ích lớn về kinh tế, thu hút nhà đầu tư đến làm việc, xây dựng trung tâm tài chính, phát triển thương mại và sở hữu nguồn nhân lực tài năng. Đây vừa là động lực, vừa là thách thức của mỗi quốc gia trong việc giải quyết các vấn đề của hạ tầng đô thị và phát triển kinh tế. Do đó, các giải thưởng như iStar chính là nơi khuyến khích các giải pháp thông minh, kích thích tư duy đổi mới, sáng tạo, gắn xây dựng thành phố thông minh với việc phát triển thành phố sáng tạo.